và tất cả các bạn đến với chương trình Vua Tiếng Việt. Thưa quý vị, chương trình Vua Tiếng Việt, tôi vẫn còn cảm xúc nguyên vẹn của tuần trước khi mà một cô gái đã chiến thắng ở vòng 4 nhưng quyết định là không đăng quang và về với số tiền thưởng của chương trình là 30 triệu đồng. Còn hôm nay, chúng ta đang đến với cơ hội của 4 người. Và người đầu tiên đó là ai? Xin mời. Người chơi đầu tiên là Nguyễn Bình Yên, 36 tuổi, đến từ Hà Nội. Công việc hiện tại là nhân viên văn phòng. Sở thích là chăm sóc bản thân. Lý do tham gia chương trình vì muốn hai con thấy mẹ trên TV. Hàng tuần theo dõi TV, hôm nay thử sức đi thi hết mình. Chồng con cổ vũ nhiệt tình, yêu Vua Tiếng Việt, chương trình thật hay. Vua bò đường nhựa lạ thay, thơ hay khán giả, vỗ tay một tràng. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Vua Tiếng Việt của VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Tên tôi là Nguyễn Bình Yên. Hôm nay rất vui và hạnh phúc được trở thành người chơi chính thức của chương trình. Rất mong nhận được sự cổ vũ của quý vị khán giả để cho tôi cũng như ba người chơi có thể một trong chúng tôi có thể ngồi lên ngai vàng của Vua Tiếng Việt. Xin trân trọng cảm ơn. Bạn Bình Yên à? Dạ. Con trai bạn bao nhiêu tuổi mà muốn mẹ tham gia? Em có hai cháu ạ. Cháu một bạn học lớp 5 và một bạn học lớp 2 ạ. Chắc là bạn lớp 5 muốn mẹ đi thi đúng không? Cả hai luôn ạ. Cả hai luôn. Vâng. Thực ra là cái bài thơ của em làm ấy là lấy cảm hứng từ hai bạn ấy. Và câu cua bò đường nhựa là lấy cảm hứng từ anh đấy ạ. Cua bò đường thơ, cua bò đường nhựa. Rồi tôi hay nói lung tung nữa mà. Thưa quý vị, người chơi đầu tiên với cái tên mà ý nghĩa của nó khiến cho tất cả mọi người đều mong muốn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với người chơi tiếp theo. Xin mời. Người chơi thứ hai là Elijah Levon Sharp, tên tiếng Việt là Tuấn, 27 tuổi, đến từ bang Alaska của Mỹ. Sở thích là triết học và nấu ăn, tham gia chương trình vì muốn thử thách bản thân. Tên ta là anh Tuấn, tên họ là Nguyễn. Sống chân thật không cần phải diễn. Vấp quên từ nào ta có từ điển. Sống thoải mái không có gì phiền. Nguyễn Anh Tuấn. Dạ. Sau đây mà bạn lên ngai vua chẳng hạn với 320 triệu chúng tôi gửi bạn thì phải gửi, không phải là gửi cho bạn Tuấn đúng không? Dạ, mà là Nguyễn Anh Tuấn. Không phải. Ồ. Oh. Mà là thế bây giờ tài khoản ngân hàng của bạn mở là tên là gì? Tài khoản ngân hàng là Elijah Levon Sharp. À đấy, dạ, đúng dạ. Không? Dạ. Phải shop siếc gì đấy đúng không? Dạ, nó hơi khó đọc. Dạ. Em thấy... Lại anh xem nào, lại nào. Elijah Levon Sharp. Levon Sharp. Sharp. Chào Tuấn. Dạ, em chào anh Xuân Bắc ạ. Dạ, rất vui được gặp anh Xuân Bắc. Dạ, Tuấn đã được rồi. Dạ. Hai người chơi đã rất tuyệt vời rồi. Còn bây giờ chúng ta cùng làm quen với người chơi thứ ba. Xin mời. Người chơi tiếp theo là Lê Thị Thuận, 34 tuổi, đến từ Thanh Hóa. Công việc hiện tại là giáo viên tiểu học. Thích ăn nhưng không thích nấu. Tham gia chương trình vì muốn gặp gỡ nghệ sĩ Xuân Bắc. Ở cái tuổi băm vài ba nhát, vẫn ngây ngô, ngơ ngác, nhiệt tình. Người quen hay gọi Thuận Ninh, giấc mơ của bố bên mình luôn mang. Ngai vàng đó ước một lần chạm tới, dẫu được thua vẫn phơi phới ta về. Bạn Thuận đúng không? Dạ đúng. Bạn Thuận là giáo viên tiểu học. Dạ. Thì em cũng xin chia sẻ một chút, đó là trong những năm em đã dạy các con, thường là em sẽ dạy ở các khối lớp 5. Chính vì vậy cho nên là mỗi khi mà các con ra trường, lớp của em có dao động từ khoảng 45 đến hơn 50 cháu, thì em sẽ viết một bài vè và năm nào cũng viết một bài vè để tặng các con. Và mỗi bạn như thế thì khoảng là 2 đến 4 câu và cái bài vè của em mỗi năm như thế là một món quà kỷ niệm cho các con, là rơi vào khoảng từ 100 đến 120 câu. Và đó cũng là một cái mà em nghĩ là các con cũng rất là thích và sẽ ghi nhớ hơn về hình ảnh của cô giáo của mình. Vâng. Đấy sẽ là những kỷ niệm rất đẹp. Dạ. Rồi biết đâu sau này lớn lên lại dở lại. Rồi có tên mình trong bài vè mà cô tặng đấy cả lớp. Dạ. Đúng không? Đúng ạ. Ồ, tôi hiểu cái cảm xúc đấy. Sẽ là rất tuyệt vời đấy. Dạ. Rất tuyệt vời. Có ba người tham gia đang đứng tại đây. Và bây giờ còn thiếu một người nữa. Đó là ai? Xin mời. Người chơi cuối cùng là Ondra Slovic, tên tiếng Việt là Nam, 38 tuổi, đến từ Cộng hòa Séc. Sở thích là cầu lông, tung hứng và xe đạp một bánh. Tham gia chương trình thì muốn nổi tiếng lên một chút. Tôi là tay nước mắm. Vì vậy cả ngày phải đi tắm vì nước mắm có mùi rất hôi đối với một người hot boy như tôi. Em còn thiếu tên đấy, còn thiếu tên. Tên là Nam ạ. Còn tên ở quê em? Tên ở quê em là Ondra Slovic. Em đến từ Cộng hòa Séc ạ. Cộng hòa Séc. Tiệp khắc cũ. Em không phải giới thiệu. Hồi
Ahoy. Ahoy. Jak se máš? Hôm nay thì sẽ có một phần thi căng thẳng đấy. Hai cô gái bên này chắc chắn rồi rất yêu và đang bộc lộ là người rất giỏi tiếng Việt. Em này thực tế là đi phổ thông ở đây, đi 3 năm ở trường đại học ở đây. Em là người duy nhất ở đây là bắt đầu học tiếng Việt sau 25 năm tuổi. Em cũng có cái lợi thế bởi vì em đã học một trường phổ thông từ lớp 1 đến lớp 5 ở Việt Nam, thành phố Nha Trang. Thì thực tế là em là người duy nhất là người nước ngoài ở đây và ba người này là người Việt. Rồi. Đúng thế à? Thôi thế thôi, chúc bạn nước ngoài cố gắng lên nhé. Cố gắng lên. Các bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng. Và bây giờ chính là phần đầu tiên, phần phản xạ. Từ từ. Chính xác. Thông qua. Tôi đồng ý. Chấp nhận. 74. Chúc quý vị và tất cả các bạn, bạn Thảo Ngân 27 tuổi chiến thắng vòng 4. Mời bạn đến đây với chúng tôi. Cảm ơn bạn. Thôi thì hôm nay trải nghiệm đấy được rồi. Quan điểm của em là dừng lại. Vâng ạ. Mình sẽ dừng cuộc chơi tại đây. Anh chính thức nhá. Lấp lánh quá. Vượt qua các thử thách của chương trình, người chiến thắng sẽ trở thành vua tiếng Việt đầu tiên. Giữ được ngôi vị, giải thưởng của người chiến thắng sẽ tăng qua từng cuộc với các mức 40 triệu, 80 triệu, 160 triệu và cuối cùng là 320 triệu đồng. Nhưng những kẻ thách đấu thì luôn trực chờ để xoán ngôi. Thứ hai ạ, số 2. Thứ hai. Em biết thề là gì? Tờ hờ e huyền. Ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng, độc chiếm ngôi vị vua tiếng Việt và giành được giải thưởng tối đa của chương trình? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ngay bây giờ. Dạ đây ạ. Kiên con mẹ gì? Mẹ Yên ạ. Cả nhà ơi, mua 10 gói gấu đỏ tôm chua cay tặng ngay 2 gói. Số lượng có hạn, nhanh tay nào. Vị chua cay mới, hào hào kim chi, hương vị độc đáo, thơm ngon bốc nổ. Hào hào kim chi, ăn là nhớ. Hào hào kim chi, chua cay bùng nổ. Niềm vui mỗi ngày luôn được mở ra, chờ đón ta, chỉ cần ta sẵn sàng. Mở để đón nhận những điều mới mẻ, để lấp đầy ngôi nhà bằng niềm vui. Với công nghệ UV Nano, loại bỏ 99,99% vi khuẩn bám trên quạt gió, điều hòa LG sẽ luôn mở để trao không khí trong lành, tươi vui mọi lúc cho gia đình bạn. LG trao trong lành, mở niềm vui. Snack khoai tây My Chill. Một cách chiều với My Chill. Thưa quý vị và tất cả các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với chủ đề là chữ. Chủ đề là chữ. Và đến với chương trình hôm nay của chúng ta cũng xin chào đón cố vấn nhà văn Trương Quý. Thành viên ban cố vấn tiến sĩ văn học Thanh Nga. Ở đây hôm nay chúng ta có hai bạn người nước ngoài. Một bạn là Eliza Levon Sharp. Anh đọc quá chuẩn rồi. Dạ. Cảm ơn em. Còn bạn thứ hai là Ondra Slowik, đến từ Cộng hòa Séc. Anh biết là em rất yêu tiếng Việt. Vợ Việt Nam yêu nhiều hơn nữa. Em có gia đình chưa? Có gia đình, có vợ, hai đứa con rồi. Và vợ là người? Người Đà Lạt. Người Việt Nam? Người Việt Nam, người Đà Lạt. Phụ nữ Việt Nam thế nào? Phụ nữ Việt Nam tùy theo khu vực này. Nếu là Hà Đông thì nhiều sứ tử đó. Nhưng mà ở Đà Lạt thì không có Hà Đông. Thì ở đó không có sứ tử thì vợ của em rất là nhẹ nhàng và hiền. Chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay cho bạn Ondra Slowik. Chia sẻ rất chân thành. Và khi em lấy vợ ở Việt Nam thì anh cũng rất chia sẻ với em. Người tiếp theo đó là bạn Eliza Levon Sharp. Dạ, em đây. Người Alaska. Bạn sang Việt Nam từ bao giờ?
Em sang Việt Nam lần đầu vào năm 96 ạ. Em đi cùng bố mẹ em để nhận nuôi hai em trai và em gái của em. Rồi sau đó tức là thời gian lâu nhất bạn ở Việt Nam là? Tổng hết là 10 năm ạ. Thích tiếng Việt? Em yêu tiếng Việt luôn. Yêu tiếng Việt luôn, yeah, không phải em là thích. Đam mê. Yeah, em bạn có gia đình chưa? Chuẩn bị có. Thế à? Thế bạn gái thì là người Việt Nam hay là người ở đâu? Người yêu của em là người Việt Nam, người Quảng Ninh. Người Quảng Ninh. Và em cũng đang nuôi một con mèo nữa. Có một người yêu và một con mèo. Đúng rồi ạ. Con mèo là ở chỗ nào? Từ nước Anh. Con mèo thì anh. Con mèo anh. Mèo thì anh mà người yêu thì Quảng Ninh. Đấy, ý anh hỏi là như thế. Thưa quý vị, một tràng vỗ tay cho Sharp. Anh còn biết, em biết được nhạc đúng không? Em thích rap, những cái cover, rap cover của những bài rap. Em thử một tí xem nào. Quý vị cùng lắng nghe nhé. Em rap thử một đoạn nhé. Ngày tháng có em trôi qua thật đẹp như một cơn mơ nha anh. Anh có phải là bắp rang đâu mà em bơ anh. Em luôn đứng đầu, em luôn đứng đầu. Dù ông nhiều bị trúng gió, em cứng cổ và cứng đầu. Anh yêu em vào nhiều đêm, tương tư anh lại nhiều thêm. Người ta thích là chiều ta, anh thì chỉ thích chiều em. Em thích bạn đấy. Cảm ơn bạn rất nhiều. Yeah. Và bây giờ chú ý, chúng ta cùng xem luật của chương trình. Xin mời. Trong phần chơi đầu tiên, các câu hỏi được sắp xếp ngẫu nhiên với mức độ khó dễ khác nhau để thách thức khả năng phản xạ ngôn ngữ của mỗi người. Thời gian tối đa cho mỗi lượt chơi là 90 giây. Mỗi câu trả lời đúng, người chơi được một điểm. Khi có tín hiệu, một người chơi sẽ được ánh sáng lựa chọn để bắt đầu phần chơi của mình. Kết thúc vòng 1, người có số điểm thấp nhất sẽ bị loại. Hai em nắm rõ chưa? Rồi ạ. Có gì thắc mắc không? Không có. Thề nhá. Dạ, em thề. Rồi. Em biết thề là gì? Là thề là tờ hờ e huyền. Thề nó khác với thè đấy nhá. Khác nhau lắm đấy, anh nói với em. Thôi được rồi, cái đấy nó hơi chuyên sâu tí. Thưa quý vị, về căn bản không có ai căng thẳng. Nhiều người đã vừa thề vừa thè rất rõ. Và bây giờ là lúc chúng ta lựa chọn người chơi đầu tiên. Xin mời. Người đầu tiên đó chính là bạn Bình Yên. Bình Yên thân mến, em hãy chuẩn bị. Dạ vâng, em sẵn sàng ạ. 90 giây bắt đầu, mời bạn sắp xếp. Thể lực. Chưa chính xác. Bỏ qua. Đó là thực thể. Sắp xếp, xin mời bạn. CHITPHAT. Bắt đầu làm nên sự nghiệp lớn từ nơi nào đó, hoặc bắt đầu chúng ta tìm về nguồn cội. Có thể bỏ qua, có thể bỏ qua. Tiếp theo, nhưng mà đó là phát tích. Chú giải hay là chú giải? Thứ hai ạ. Thứ hai đáp án đúng. Tiếp theo, chỉnh lý hay là chỉnh lý? Thứ nhất ạ. Thứ nhất, chỉnh lý, đáp án đúng. Tiếp theo, bút chỗ. Tài hoa. Chưa chính xác. Bỏ qua. Đó là hoa sen. Nào, mời bạn tiếp tục. Thư tịch. Thư tịch, đáp án đúng. Có bao nhiêu lỗi sai chính tả trong câu? Nếu căn cứ vào chữ viết để đoán người thì chắc Phan phải là một anh chàng kiêu ngạo. Hai lỗi, đáp án chính xác. Kìa, ai đọc sách ... lắng tai nghe lấy cho chuyên ân cần. Bỏ qua. Còn 10 giây, đó là Thánh Hiền. Tiếp theo, nào, mời bạn điền vào chỗ trống. Ngọc kia chẳng rũa chẳng mài cũng thành ... Viên đá. Chưa chính xác. Bỏ. Đó là vô dụng. Ngọc kia chẳng rũa chẳng mài cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc đi. Thực ra là em hôm nay mới được biết được cái cảm giác của những người ngồi trên này. Thực ra là em đã luyện trước khi đến đây bằng cách là xem tất cả các chương trình đã phát sóng của Vô Tiếng Việt. Và em thấy là mình trả lời cũng không đến nỗi tệ. Vậy mà lên đây thì hơi thất vọng. Ở đây có những cái thành ngữ mà phải nói là rất cổ. Ví dụ như là bút chổ hoa sen chẳng hạn. Ý muốn nói là người ta thường ví hoa sen là cái loài hoa mà hữu sắc, hữu hương. Loài hoa tương đối hoàn hảo. Và nói đến cái nét bút của người xưa khi mà viết ra câu chữ
nó phải chọn lọc tinh tế và đạt đến độ đẹp hoàn hảo. Cho nên gọi là bút chổ hoa sen là như vậy. Xin cảm ơn các thành viên ban cố vấn. Và tôi xin hỏi bạn Bình Yên một chút. Hai cháu cũng mong muốn là mẹ đi thi đúng không? Hai cháu ngồi ở đâu ạ? Hai cháu hôm dạ nay có đi không ạ? Dạ có ạ. À, cháu tên là gì? Con là Nguyễn Trung Kiên ạ. Kiên à? Kiên con mẹ gì? Mẹ Yên ạ. À, Kiên con mẹ Yên. Rồi. Vừa rồi con có đếm mẹ được trả lời được bao nhiêu câu không? Hai câu ạ. Mấy con? Con đếm được thì là 4. 4. Đó là, thưa quý vị, 4 câu. Bạn không vừa lòng với phần thi của mình. Vâng ạ. Đúng thế không? Vâng ạ. À, cứ bình tĩnh. Chúng ta tiếp tục lựa chọn người chơi ở vị trí tiếp theo. Xin mời. Đó là bạn Lê Thị Thuận, 34 tuổi. 90 giây dành cho bạn Thuận. Bắt đầu. Bỏ qua. Cò. Vâng, xin mời bạn. Tiếp theo. S ớ nặng T-N-A-P. Tan sập. Không phải. Bỏ qua. Đó là tập san. Mời bạn tiếp tục. N-O-N-G-E-C-U-I. Cười non. Câu này rất dễ. Con người. Gì ạ? Con người. Đáp án chính xác, chúc mừng bạn. Mời bạn, có bao nhiêu lỗi sai chính tả trong câu? Hai. Gì ạ? Hai. Hai đáp án chính xác. Hãy hoàn thiện cụm từ. Anh có thể gợi ý không ạ? Liên quan đến viết đấy. Bút xa cả chết. Hoàn toàn đúng. Hãy tìm động từ có vần ên. Lên. Gì ạ? Lên. Lên. Đến. Được. Mời bạn. Chăn bò Quỳnh Hương. Chưa chính xác. Bỏ qua. Đó là như bò. Tiếp theo. Diễn giải hay diễn giải? Số 2. Số 2 đáp án đúng. Chúc chắc số hay 2. Là chúc chắc. Số 2 đáp án đúng. Hãy viết lại cho đúng từ sau. Trong tranh. Đúng rồi ạ. Chưa chính xác. Hết giờ. Phần này cũng là một phần tương đối khó. Ví dụ như là cái thành ngữ là chữ chi là có ấy. Trong Hán tự thì chữ chi hơi giống con ngỗng ngồi trên bơi trên mặt nước ấy. Đấy, ở ngày xưa thì người ta muốn nói là những cái kẻ dốt nát mà không biết chữ nghĩa gì. Thì nhìn thấy cái chữ chi ấy thì cứ nghĩ là nó là giống hình dáng, nó giống con cò, con ngỗng gì, con vạc gì đấy, thì gọi là chữ chi là cò. Xin cảm ơn các thành viên ban cố vấn và bạn Lê Thị Thuận đã trả lời được 6 câu. Bạn có 6 điểm. Chúc mừng bạn. Chúng ta tiếp tục lựa chọn người chơi, một trong hai chàng trai. Đó chính là Ondra Slovic. Em đoán mình sẽ có được bao nhiêu điểm? Có trên 3 thì hài lòng rồi. Rất quý chị Bình Yên. Ừ. Tập trung nào. Quý vị dành cho bạn Slovic một tràng vỗ tay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và 90 giây bắt đầu. Độc chiếm hay độc chiếm? Số 2. Số 2 đáp án chính xác. Xu thế hay là xu thế? Số 2. Số 2 đáp án đúng. Giải. Đây là gì? Giải. Bỏ qua đi. Đó là ký giả. Tiếp theo. Sắp xếp từ. Từ vựng. Từ vựng. Từ vựng đáp án đúng. Đi một ngày đàng học một. Bài. Không phải. Đi bỏ qua. Bỏ qua đó là sàng khôn. Học nữa học mãi. Học nữa mãi đáp án đúng. Chính xác. Viết lại cho đúng từ sau. Viết tay trái cơ. Đáp án chính xác. Phụ giả. Có bao nhiêu lỗi sai chính tả trong câu? 2. Không chính xác. 1. 1. Rộng. Đó là từ nào? Rộng. Rộng. Đáp án đúng.
đập nhị như nhu. Sắp xếp từ J ở P N H U. Đập như như nhập nhập du du nhập. Du nhập đáp án đúng. Rồi. Nữa nào. N G N G A T R U. Chặt 4 3 2 ngưng ngưng ngưng. Chặt ngữ, chặt ngữ. Chặt ngữ được ghi điểm. Cảm xúc thế nào? Chắc là hơn 3 thì vui lòng. Cái câu học học nữa, học mãi của Vladimir Ilyich Lenin ấy, trong tiếng Czech thì bạn sẽ đọc như thế nào? Uchitse, uchitse, uchitse. Nó giống như là học, 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 không có cái nữa và mãi đó. Cảm ơn bạn rất nhiều và bạn đã có 8 điểm. Chúc mừng. Còn lại Elijah Levon Sharp. Dạ. Còn Tuấn, 90 giây dành cho bạn Tuấn. Xin mời. Hoàn thiện cụm từ sau. Tiếng tiếng mẹ đẻ. Tiếng mẹ đẻ đáp án chính xác. Thứ hai. Thứ hai đáp án đúng. Thứ nhất. Thứ nhất chưa chính xác. Mời bạn tiếp tục, hãy viết lại cho đúng từ sau. Chưa chính xác. Bạn bạn có thể viết lại, bạn có thể viết lại. Bỏ, ok, bỏ. Vâng, bỏ qua. Đó là ngóc ngách mà phải viết đây là gì nào? Mời bạn. Tôi cũng bị cuống này. N G A P G U. À, bỏ qua. Bỏ qua đó là áp dụng. À, tiếp tục. Sắp xếp từ. Nói về trạng thái biểu đạt của buồn rủn. Diệp. Buồn rủn. Buồn rủn đáp án đúng. Có bao nhiêu lỗi sai chính tả? Dòng ngôn ngữ cũng vậy. Hai. Chưa chính xác. Một. Một không đúng. Bạn còn 15 giây. Khó quá, có thể bỏ qua. Bỏ qua. Bỏ qua. Nào câu tiếp theo. Học một biết. Học một biết. Bỏ qua. Bỏ qua. Đó là biết 10. Chữ thầy. Chấm chấm chấm. Thầy. Chữ thầy. Chữ thầy. Ui. À. Chữ thầy trả thầy. Tiếng Việt thật là phong phú. Bạn có biết cái câu học một biết mười không? À, em chưa học. Ý muốn nói là những người mà thông minh ấy, thì họ chỉ cần học những cái điều rất là nhỏ trong trong sách, nhưng họ sẽ tự suy tự luận ra để nâng cao cái hiểu biết của mình lên. Thường đây là ý chỉ những người thông minh học một nhưng mà sẽ biết mười. Biết mười à? Ừ. Biết tự nhân rộng ra, nhưng mà đối lập với cái câu đấy thì lại có một cái câu là chữ thầy giả thầy. Ý nói là thầy đã dạy rồi nhưng mà đến lúc mà vận dụng vào thực tế thì lại không làm được. Thế là lúc đấy thì có thể là ngẩn người ra rằng ô thế thì chữ thầy giả thầy mất rồi. Anh sẽ công bố số điểm của em. Dạ. Levon Sharp, Tuấn, em có 3 điểm. Bình Yên đã cảm thấy bình yên khi Bình Yên được 4 và Sharp được 3. Sao thân mến, khó lắm đúng không? Em có buồn khi mình phải về sớm như thế này không? Em sợ con mèo em nó đang đói. Đang đói. Dạ. Cảm ơn em đã đến tham gia chương trình. Dạ. Cảm ơn em. Dạ. Chúc em luôn luôn mạnh khỏe. Dạ, em chúc anh mạnh khỏe, vui vẻ, may mắn. Hạnh phúc. Dạ, dạ. Hạnh phúc ạ. Rồi, dạ. Cảm ơn em. Chào mọi người. Em biết em với bánh quy khác nhau gì không? Bánh quy dễ vỡ, em thì dễ thương. Cosimari thật ngon. Được làm từ lúa mì cao cấp và sữa cho bạn sống trọn từng khoảnh khắc. Sua Prevengol cung cấp dinh dưỡng toàn diện với vitamin nhóm B và kẽm, giúp ăn ngon miệng. Tryptophan cải thiện giấc ngủ. Glucoraphanin tăng đề kháng. Canxi giúp xương khớp khỏe. Sua Prevengol dinh dưỡng toàn diện ăn ngủ ngon. Ace Cook.
Phở Tái Lan ngon, đệ nhất nay cũng có. Thịt bò xào gừng tỏi, thơm béo đặc trưng, được cô đặc trong gói nước cốt phở đệ nhất. Nước súp đậm đà, sợi phở dai mềm. Phở bò Tái Lan ngon, đệ nhất có. Delatte, sữa tươi nguyên bản, là nguồn dinh dưỡng tốt lành cho bạn và người thân yêu sự chăm sóc trọn vẹn nhất. Delatte giữ trọn vị ngon nguyên bản, sữa tươi đạt giải thưởng quốc tế vị ngon thường hạng. Cay nóng quá, nóng trong người. Uống ngay chặt Delta Thai, giữ lại chín loại thảo mộc tự nhiên giúp thanh lọc cơ thể, tươi mát mỗi ngày. Luôn tươi mát mà không lo nóng trong người, trà thanh nhiệt Delta Thai, thanh lọc cơ thể, tươi mát mỗi ngày. Sữa đậu nành Famicasi Plus mới, thêm nano canxi, glucosamine 100% đạm thực vật, thêm chất khỏe xương, thêm cân nặng cuộc sống. Xịt họng Ozica, cái họng hơi ngứa, cái họng hơi giảm. Xịt họng Ozica với keo ong và cúc làm má, hỗ trợ giảm ho và đau rát họng. Xịt họng Ozica, rát họng xịt ngay, cao ốc rượt ra tay. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ozica Mouth Spray. Vinamilk D-Electro Plus bổ sung sữa non colostrum cùng chất xơ HMO giúp tăng cường miễn dịch và đạm quầy dễ hấp thu. Bé cao khỏe, tăng cân sau 3 tháng đã được chứng minh lâm sàng. Cao khỏe chẳng khó khi có D-Electro Plus. Cường lốc thanh mát từ trà mật ong Boncha với 100% mật ong nguyên chất, tắc thơm thanh mát cùng trà xanh nguyên lá. Trà mật ong Boncha, giải tỏa cơn khát đầy hứng khởi. Sáng nay thức dậy, mẹ vui hơn hẳn nhờ tảo quần Karin. Với lợi thấm siêu mỏng 5mm, không dày cơm, nên thoáng khí, lại thấm hút cực tốt để mẹ ngủ ngon suốt đêm. Tảo quần Karin, bóng thoáng tuyệt vời, yêu đời phơi phới. Sản phẩm dinh dưỡng công thức Kazigenko đạt tiêu chuẩn dinh dưỡng của Bộ Y tế Nhật Bản, sữa mát tăng cân. Nhờ lợi khuẩn Nhật Bản, bột ba chất xơ, hệ đạm quý và MCT giúp bé tăng cân khỏe mạnh, đã được chứng nhận bởi Hiệp hội Trao đổi Y tế Nhật Bản. Thưa quý vị và tất cả các bạn, trên tay tôi là cuốn từ điển 36.000 từ. Và đây chính là cẩm nang, là kim chỉ nam, là chỗ dựa vững chắc cho chúng ta khi thực hiện chương trình Vua Tiếng Việt. Và bây giờ sẽ là một phần cực kỳ quan trọng, phần giải nghĩa luật của chúng ta như sau. Xin mời. Ở phần thi giải nghĩa, người chơi có 60 giây để giải nghĩa từ và đưa ra gợi ý cho hai người còn lại. Trả lời đúng trong 15 giây đầu tiên, người đoán đúng từ và người giải nghĩa cùng được 4 điểm. Cứ mỗi 15 giây, số điểm lại giảm bớt 1. Người dẫn chương trình sẽ lựa chọn ngẫu nhiên các từ trong cuốn từ điển tiếng Việt gồm 36.000 từ của Viện Ngôn ngữ học Việt Nam. Kết thúc vòng chơi giải nghĩa, người có số điểm thấp nhất sẽ bị loại. Em có nghe kịp không? Nghe kịp rồi. Nghe kịp, hiểu rồi đúng không? Rồi, chuẩn bị nhá. Tôi sẽ tìm từ. Thì nói chung là phải kịp chút. Kịp chưa? Ok. 60 giây bắt đầu. À, ví dụ là ở trường đại học thì có những chỗ để cho sinh viên học và thư viện. Không. Nó là nhà quá trình giảng đường. Không. Cứ bình tĩnh nào. Đó, kiểu là hệ thống của cái gì đó ở trường là gì? Cái hệ thống và cái chứa đạo học sinh đi học thì phải có ai dạy. Đấy là từ đầu tiên đấy, nhà từ giáo. Đầu tiên. À. Thì từ đầu tiên. Đúng chưa? Từ đầu tiên được. Chị ấy vừa trả lời đúng chưa? Đúng chưa? Trả lời lại xem nào. Nhà giáo. Thì đúng từ nào không? À, tại kỳ từ thứ hai thì... Đây là đúng. Là đúng, và cái vị trí thứ nhất. Và sau đó... Giáo viên. Vẫn còn. Vâng, xin mời. Giáo cụ. Giáo thì đúng. Ừ. Rồi, tiếp. Đấy. Ừ. Thì mà... giữ một vị trí nào đó, đúng không? Ừ, thì nó là giữ cái vị trí ở trường đại học. Giảng viên. Giáo chức. Giáo chức.
Từ đầu tiên đã không có điểm. Các bạn cứ hết sức bình tĩnh. Chúng ta đến với từ tiếp theo. Không, chưa hiểu lắm hả? Chưa hiểu. Đây. Đó, hiểu rồi. Hiểu chắc chắn không? Đây. Dù bạn có thể nói nó là một danh từ hay là một động từ hay là gì đó. Dạ. Từ này nhá. Nhưng mà cái này có nghĩa là nó giống như thế này, có nghĩa là cái này giống. Đây. Được. Chắc chắn không? Thì làm sao mà biết được? Thì anh hỏi em, anh có chắc chắn là em sẵn sàng chưa? Thì chắc chắn rồi nhá. Nhưng làm sao mà biết được? Nào, bây giờ sẽ biết. 60 giây bắt đầu. Thì đây là một loại bánh, nó cứng, vì là nướng khi có dịp Noel. Bánh gốc cây. Noel tay kêu là. Bánh pizza. Không, kiểu là nắm bánh nhỏ và nó cứng. Bánh quy. Bánh. Chưa gần nhưng gần mà gần đúng rồi. Chứ bánh thì không có. Bỏ. Hai từ được gì ạ? Bích quy. Bích quy đáp án chính xác, đó là bích quy. Bích quy. Mỗi bạn có cho mình 3 điểm. Cảm ơn em. Em rất xuất sắc. Nào, đổi chỗ. Mời em lên đây. Em phải hết sức bình tĩnh. Thứ nhất là bạn Nam là đã rất giỏi rồi. Nào, tôi sẽ tìm từ. Chắc chắn chưa? Nghĩ kỹ đi rồi mình tiếp bắt đầu. Rồi. 60 giây bắt đầu, mời bạn. Dấu thường dùng để gạch đầu dòng. Sorry. Phạm quy lần 1, một tràng vỗ tay, chúng ta tìm từ tiếp theo. Bạn nhìn rõ chưa? Em nhìn rõ rồi ạ. Sẵn sàng chưa? Nhớ nha, đừng phạm quy nữa nha. Cứ bình tĩnh, sao phải căng thẳng thế nhỉ? Một tràng vỗ tay, 60 giây, bắt đầu, nào! Có hai ân tiết. Ân tiết thứ nhất là khi mà chị vào chùa, khi mà các bạn vào chùa thì các bạn sẽ nhìn thấy những cái gì Phật. Những cái gì Phật. Ân tiết thứ hai là thay vì việc nói là chụp ảnh, tôi có thể nói là chụp gì? Mời bạn. Tượng hình. Đáp án chính xác, đó là tượng hình. Tượng hình. Bạn hơi mất bình tĩnh đấy bạn Thuận ạ. Hơi mất bình tĩnh tôi. Em mất bình tĩnh từ lúc mà bước vào sân cơ ạ. Mỗi bạn cộng cho mình 3 điểm. Và bây giờ sẽ là từ tiếp theo. Rồi ạ. 60 giây bắt đầu, mời bạn. Khi mà em hát thì từ thứ nhất nhé, có hai từ. Từ thứ nhất, khi mà em hát em tạo ra 3 chấm thanh. Giải thích cho cả bạn. 3 chấm thanh. Đúng rồi. Khi mà em ăn thì những cái gọi là đắng cay mặn ngọt thì gọi là gì? Mời bạn. Âm vị. Âm vị, đáp án chính xác, đó là âm vị. Nhanh quá. Sao? Nó nhanh quá, không kịp suy nghĩ đâu. Chị em sống cái kiểu gì? Nhanh quá thế không được. Mỗi người cộng cho mình thêm nữa là 4 điểm trên chút một. Xin mời, đổi chỗ. Bình tĩnh nhá. Vâng ạ. Rồi ạ. Xin mời bạn. Đây là một tính từ gồm có hai âm tiết, chỉ về một sự không chắc chắn. Từ thứ nhất có một cái câu là trần gian chỉ là cõi 3 chấm. Từ thứ hai các bạn đoán tiếp đi ạ, nghĩa là nó là một cái tính từ tạm bợ. Tạm bợ, đáp án chính xác, đó là tạm bợ.
Em biết tạm bợ nghĩa là gì không? Chưa. Đấy. Đúng thì chưa biết. Tạm bợ là chính xác. Mỗi bạn cộng thêm cho mình 3 điểm. Bây giờ sẽ là từ tiếp theo. Sáu mươi giây bắt đầu, mời bạn. Đây là một từ gồm có hai tiếng, chỉ về cái nơi mà mình đang ở. Quê hương. Quê hương chưa chính xác. Mình sẽ tách ra để gợi ý nhé. Từ thứ nhất, người ta hay nói về một cái cơ quan của Việt Nam. 3 chấm. Văn hóa, thể thao và du lịch. Ok. Từ thứ hai, khi mà mắc lỗi chẳng hạn, khi mà có một cái lỗi gì đấy xảy ra thì mình hay có cái việc là đổ gì? Bộ thừa. Không đúng. Chưa chính xác. Tiếp nào, tiếp tục đi nào. Khi mà có một cái lỗi gì đấy xảy ra thì nó 3 chấm. Anh, không phải. 3 chấm em. Bộ tại. Gì ạ? Bộ tại. Bộ tại thì không phải rồi. Từ thứ hai là đúng. Từ thứ nhất không phải là bộ mà là cơ quan thấp hơn bộ. Sở tại. Đáp án chính xác đó là sở tại. Ok. Vừa rồi hai bạn đã giành thêm mỗi người 1 điểm. Xin chúc mừng. Tôi xin công bố số điểm của các bạn. Bạn Thuận được 14 điểm. Bình Yên được 11 điểm. Nam, em được 3 điểm. Chúc mừng em. Ông Ra thân mến, cảm ơn em đã đến tham gia chương trình. Em đã rất siêu rồi. Ông Ra, em đã rất siêu và em được 3 điểm trong phần này cũng là khủng khiếp lắm rồi. Cảm ơn em. Cảm ơn em đã đến tham gia chương trình. Chúc em luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình yên. Các bạn đến với phần 3 của chương trình, đó chính là phần sâu chuỗi. Thưa quý vị, trước khi bắt đầu tôi phải nói với hai người còn lại, đó là bạn Bình Yên và bạn Thuận. Nếu hai bạn còn căng thẳng thế nữa là tôi không dẫn đâu. Hay là tại tôi? Không ạ, thực ra là em đến đây như trong bản giới thiệu với chương trình ấy, thì mục tiêu đầu tiên của em chính là được gặp anh Xuân Bắc, bởi vì anh Xuân Bắc là thần tượng, mà tức là cái người mà em đã rất yêu thích từ khi em còn bé ạ. Cảm ơn bạn. Nên là đứng cạnh anh nên em cũng rất là run đấy ạ. Cuối cùng là vẫn lỗi tại tôi thật. Thứ nhất là anh xin cảm ơn em với những tình cảm mà em dành cho anh. Cảm ơn em rất nhiều. Cuối cùng trong phạm vi chương trình là anh vẫn mong muốn hai em thật thoải mái. Dạ, vâng ạ. Cứ chơi đi, cứ bộc lộ đi. Chứ nếu như đến với tiếng mẹ đẻ, tiếng Việt của mình mà căng thẳng thế thì chết. Đúng không nào? Đúng. Thoải mái nhá. Vâng. Thoải mái. Và tôi tin rằng quý vị khán giả cũng rất thoải mái để cổ vũ. Vâng. Luật của phần này như sau. Xin mời. Trong vòng sâu chuỗi, người chơi giành điểm bằng cách sắp xếp chuỗi từ không theo trật tự thành câu có nghĩa. 9 chuỗi từ tương ứng với 9 câu hỏi. Người chơi giành quyền trả lời bằng cách bấm chuông. Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm. Kết thúc vòng chơi sâu chuỗi, người có số điểm thấp hơn sẽ bị loại. Hãy nhấn chuông để giành quyền trả lời. Câu đầu tiên, vòng sâu chuỗi, xin mời. Mời bạn. Những đường cày hối hả? Những đường cày hối hả, đáp án chính xác. Rất nhanh. Câu thứ hai, mời các bạn. Giả ra bài đọc tiếng. Tiếng đọc bài ra rả. Tiếng đọc bài ra rả, rất chính xác. Trong bài chuyển chữ lên non của Phan Thành Minh, học trò xinh như quả, áo thổ cẩm khoe màu, tiếng đọc bài ra rả điểm 10 sắc đỏ ao. Mỗi người đã ghi cho mình 1 điểm. Câu tiếp theo, mời các bạn. Nam thầy bút thuốc tào giao, mời bạn.
Nam Tào thầy bút. Chưa chính xác, mời bạn. Bút thầy. Xin lỗi. Bút Nam thầy thuốc Tào Lao. Thầy. Chưa chính xác, mời bạn. Thầy thuốc Nam bút Tào Lao. Không đúng. Vâng, xin mời. Bút thầy thuốc Nam Tào Lao. Không phải. Tào. Cứ bình tĩnh, bình tĩnh, phải hết sức. Mời bạn. Bút thầy thuốc. Bút thầy giao Nam Tào. Còn nhiều thời gian, cứ bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Nào, xin mời bạn, bạn Thuận. Bút Nam Tào thầy thuốc giao. Chưa chính xác. Mời bạn. Thầy thuốc giao bút Nam Tào. Không phải. Mời bạn. Bút thầy thuốc giao Nam Tào. Không phải. Xin mời. Bút Nam Tào giao thầy thuốc. Đáp án chính xác. Ôi dồi, bây giờ mới ra mắt ơi. Giao thầy thuốc ấy, giao ấy, con dao cắt thuốc ấy. Ý nói đến là cái y đức của thầy thuốc, cái trình độ của thầy thuốc. Dạ. Nó sẽ đem đến sự sống hay là cái chết cho giống bệnh nhân. Giống bút Nam Tào. Đúng rồi, giống cái bút Nam Tào. Đấy, cái câu bút Nam Tào giao thầy thuốc, đại ý nó là như thế. Thực ra đây là lần đầu tiên em nghe câu này đấy ạ. Thế còn lần đầu tiên tôi nghe là bút thầy thuốc giao Nam Tào Tào Lao gì đấy. Không, lúc đấy là em quính quá anh ạ. Đúng, lúc đấy em quính quá, em không đọc từ giao đâu ạ. Chúc mừng bạn. Vâng, một câu rất hay thưa quý vị. Tiếp theo, xin mời. Mời bạn. Nhà không mực. Chưa chính xác, mời bạn. Nhà không son thì nghèo mực. Không đúng. Xin mời. Nhà không nghèo. Nhà không nghèo. Chưa son chính xác thì mực. Xin mời. Nhà son thì không nghèo mực. Không đúng. Còn thời gian, còn thời gian, bình tĩnh. Nhà không son thì nghèo mực. Không đúng. Xin mời. Nhà son thì mực không nghèo. Không đúng. Nào, đối tượng nhà đúng nào. Nhà nghèo thì không son mực. Nhà nghèo thì mực không son. Không đúng. Sự trao đổi, hoán đổi. Nhà không nghèo thì son mực. Không phải. Nhà nghèo thì không son mực. Không phải. Nhà son thì mực không nghèo. Đấy, chưa phải, mời bạn. Nhà nghèo thì... À không, sorry, rồi ạ. À, bây giờ thế này nhá, cứ bình tĩnh này. Hết giờ từ nãy rồi. Mà vẫn say sưa ấy. Nhà nghèo không mực thì son, bút tre giấy lá nuôi con học hành. Ồ. Nhà nghèo không mực thì son. Thì đúng là câu này em cũng chưa nghe qua. Thực ra hôm nay cái mấy câu hỏi thì em cũng cảm thấy khá là khó. Cũng không dễ, đúng không? Rồi ạ. Dạ. Vâng. Chúng ta đến với câu tiếp theo nhé, hai bạn vâng nhé. Vâng ạ. Xin mời. Lung trang vàng, linh thấm nguyệt sách, mời bạn. Lung linh trang vàng, nguyệt thấm sách. Chưa chính xác. Lung linh trang vàng, thấm sách nguyệt. Không đúng. Hay theo kiểu gieo vần thơ thì tốt hơn. Tức là nó hơi biền ngẫu trong cả âm điệu. Lung linh thấm nguyệt sách trang vàng. Chưa chính xác. Bình tĩnh, nào xin mời bạn. Lung linh nguyệt sách thấm trang vàng. Chưa phải. Ba từ đầu có vẻ đúng rồi đấy. Lung linh nguyệt sách trang vàng thấm. Không phải, chưa chính xác. Lung linh trang sách thấm nguyệt vàng. Không phải, từ từ, đừng nhấn nhá, để tôi này. Nhấn đây này. Xin mời. Lung linh nguyệt sách vàng trang thấm. Lung linh nguyệt thấm vàng trang sách. Lung linh nguyệt thấm vàng trang sách. Chính xác. Tôi đã phải dùng gợi ý thế thôi, bởi vì dùng gợi ý theo những cái khác nó không cho phép nữa. Em hiểu. Nhưng mà cái cách gợi ý đấy của anh là em thích nhất. Dễ. Sao anh cứ phát huy như thế ạ? Phát huy nhá. Vâng ạ. Và bây giờ chúng ta đến với câu tiếp theo. Mời các bạn. Bình tĩnh nhỉ. Đời đưa con vào bằng thơ vần. Đưa con vào đời bằng vần thơ. Sao bạn nghĩ là câu này? Không ạ, em ghép ạ. À, đưa con vào đời bằng vần thơ. Đáp án lại chính xác. Tiếng Việt ru bên nôi, tiếng mẹ thương vô bờ. Đưa con vào đời bằng vần thơ, những cánh cò bay rập mộng mơ. Bài hát thương ca tiếng Việt.
thương ca tiếng Việt. Chúng ta đến với câu tiếp theo trong vòng sâu chuỗi. Chương trình đang rất sôi động. Mời các bạn sắp xếp. Đứng ngã ngang trời khom lom hỏi nằm. Xin mời. Xin mời. Hỏi. Tiếp tục, mời các bạn. Đây là đang ngã nói... ngang trời, ngã xin lỗi, ngã ngang thời. Nhớ lom nha. Khom hỏi. Thôi thôi bình tĩnh, nghe nghe tôi gợi ý này. Cái hai cái chữ hoa cái kìa. Rồi ạ. Nhá, nó không phải là nghĩa cái đâu mà nó đang nói về dấu đấy. Đang dấu câu của chúng ta đấy. Miêu tả dấu của chúng ta đấy. Vâng, mời bạn. Hỏi. Đứng lom khom ngã thời ngang. Chưa chính xác. Cố gắng nữa nè, nữa nào. Hỏi nằm lom khom. Lại nghe tiếp này. Hỏi lom khom đứng ngã thời nằm ngang. Em ấy là trả lời chính xác nhưng mà hết thời gian là 8 giây rồi. Tiếc quá ạ. Ừ. Vâng ạ, tiếc quá. Thế là anh cũng máu me lên là anh cũng gợi ý trong lúc hết giờ đấy. Vâng ạ, ừ. Vâng ạ. Rồi, chúng ta đến với câu tiếp theo. Xin mời các bạn. Mời bạn. Anh cho mắt xanh. Chưa chính xác. Mời. Mắt xanh anh thêm anh cho nhiều biết của. Ai chả chả. Đây là chuỗi 9 từ. Sâu chuỗi mà 9 từ sâu chuỗi với nhau. Còn 10 giây. Hay là tôi lại làm tiếp cái việc. Xin mời. Anh cho thêm mắt xanh biếc nhiều của anh. Thật tiếc, anh cho thêm nhiều xanh biếc của mắt anh. Khó không? Khó. Không phải là khó mà xuất sắc khó. Xuất sắc khó. Dạ. Câu tiếp theo nhá. Vâng. Hay là mình nghỉ ngơi, uống nước đã cho đỡ choáng vì câu khó. Nào, xin mời quý vị chúng ta đến với câu tiếp theo, vòng sâu chuỗi. Một ngâu câu hoa ca hoa bưởi dao buồn có. Một câu hoa bưởi ca dao. Mời bạn. Một câu ca dao. Một câu ca dao. Rồi ca dao thế nào? Xin mời. Xin mời bạn. Một câu ca dao bưởi. Một câu ca dao bưởi hoa có buồn. Hoa bưởi có buồn. Không phải. Rồi. Tôi xin mời. Một câu ca dao. Ca dao thế nào? Bưởi buồn. Được. Không, xin mời bạn. Một câu ca dao. Một câu ca dao. Ngâu có buồn hoa bưởi. Ca dao thế nào cơ mà? Ca dao thế nào? Một câu ca dao. Tiếp tục buồn. Nào. Một câu ca dao buồn có. Hoa bưởi có ngâu. Em đảo nhá. Ờ, đảo nhá. Một câu ca dao. Ngâu có buồn hoa bưởi. Hết giờ rồi nhưng mà anh phải nói là em liều thật đấy. Vâng, em rất là liều một ạ. Một câu ca dao buồn. Tôi nói đi nói lại. Một câu ca dao buồn. Là hoa, câu, hoa bưởi có ngâu. Đúng rồi, có. Có. Một câu ca dao có. Buồn có hoa bưởi hoa ngâu. À. Có những câu thơ bây giờ mới chạm được vào mà nó hay thế. Và chính vì nó hay cho nên nó khó. Và chính vì nó khó cho nên các bạn không được điểm. Chúc mừng bạn Thuận. Em cảm chúc ơn anh bạn. Dạ. Cảm ơn em đã đến tham gia chương trình. Dạ. Hôm nay cũng đến vòng 3 rồi. Và dạ. Em chơi rất là tốt. Chắc vâng. Chắn là hai bạn về là bảo mẹ ơi, hôm nay mẹ chơi rất là tốt. Và về gia đình lại làm nồi lẩu. À vâng, vâng. Chắc chắn thế rồi. Cảm ơn bạn đã rất đến tham gia chương trình một lần nữa. Và xin chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Vâng ạ, em cảm ơn anh. Chúc Thuận sẽ lên ngai vàng nhé. Người xoắn ngôi sẽ phải trải qua 3 câu hỏi. Vượt qua cả 3 câu, người chơi sẽ chính thức trở thành vua tiếng Việt của tuần này và nhận giải thưởng 30 triệu đồng. Lựa chọn thách đấu với người xoắn ngôi của tuần tới, người chiến thắng sẽ có cơ hội nâng mức giải thưởng lên tối đa 320 triệu đồng.
xin chào đón quý vị và tất cả các bạn đã đến với chương trình Vua Tiếng Việt. Và chúng ta đang ở trong vòng 4 của chương trình, đó chính là vòng xoắn ngôi. Thưa quý vị, vòng xoắn ngôi đương nhiên tên gọi là vậy, nhưng hiện nay chưa có ai đeo vương miện để xoắn. Hiện nay đối diện với tôi, bạn Thuận thân mến, cho tôi hỏi một chút. Vâng ạ. Nếu chiến thắng vòng 4 này, bạn có nhận lời thách đấu không? Cái này thì em xin phép được không nói trước. Vì em muốn là bước nào thì hy vọng là sẽ mình biết đến bước đó. Và tôi muốn hỏi để chia sẻ. Bởi vì trong cái phần chia sẻ đấy, bạn sẽ có thêm quyết tâm. Hoặc bạn sẽ có thêm sự bình tĩnh. Đó. Cho em xin phép một chút xíu ạ. Trước khi đến với buổi ghi hình ngày hôm nay ấy, thì thực ra là em cũng muốn mang đến đây một câu chuyện. Thực ra năm 2024 tới đây sẽ là năm mà mẹ em tròn 70 tuổi. Thì em có viết một bài thơ tặng mẹ. Và em cũng rất mong là mẹ em sẽ xem được cái bài thơ này. Và em cũng mong muốn gửi tới khán giả giống như một lời chia sẻ, một lời tâm tình thôi ạ. Thì em xin khán giả một tràng pháo tay và cho em xin phép được bài thơ được không ạ? Mời bạn. Bài thơ của em tên rất là ngắn gọn. Mẹ. Sẽ chẳng bao giờ mẹ biết rằng con đang ngồi viết những dòng này gửi mẹ. Bởi cả cuộc đời tảo tần dâu bể, được mấy lần mẹ đi xa hơn những lũy tre. Ông ngoại mất khi còn rất trẻ, bà nặng gánh một mình vỏ võ nuôi con. Cậu út bấy giờ một tuổi chưa tròn, bụng còn đói, miệng thơm mùi sữa, quăng gánh học hành, giấc mơ dang dở. Mẹ vào đời với những bước chân non, khắp các đường rơm, ruộng lúa, bờ mương. Dấu chân mẹ đi qua, mong mang lại chút gì cho bữa tối. Ngày xưa đó nhà ngoại tôi nghèo đói, cái bụng chưa no đừng nói bữa cơm ngon. Anh chị nhà bên thương mấy đứa gầy còm, giấu cha mẹ mang cho phần cơm cháy. Mẹ tôi đi hết những tháng qua ngày như vậy, trong cảnh khó nghèo mẹ vẫn cứ lớn lên. Rồi mẹ bắt đầu nhận được những lời khen, con bé mất cha mà ngoan hiền nhất xóm. 18 đôi mươi mẹ tôi đẹp lắm, nước da trắng ngần cùng suối tóc mây, nét mày cong như liễu rủ hàng cây, miệng trúng chím hồng đào, môi mọng đỏ. Nhưng định mệnh như đã xếp mẹ tôi vào một nơi nào đó để trải hết nỗi đau. Cha chỉ là người đến sau, khi mẹ đã sang sông nhưng lỗi nhịp cầu hạnh phúc. Chúng tôi giờ đã lớn, ở trời quê có lẽ mỗi chiều, nước mắt mẹ lại long lanh sớm tối. Mẹ ơi là con là người có lỗi, khi để mẹ buồn cùng những nỗi ngóng trông. Em hết ạ. Cảm ơn bạn rất nhiều. Thực ra là những cảm xúc về mẹ, những ngôn ngữ về mẹ thì không bao giờ là đủ. Dạ. Cái tình cảm của mỗi người dành cho mẹ, dạ, thì chúng ta có thể nói là bằng bất kỳ ngôn ngữ nào, bằng bất kỳ sự tưởng tượng nào, bằng bất kỳ sự so sánh nào thì chúng ta cũng đều thấy không đủ. Đúng rồi ạ. Tôi tin là bài thơ của bạn sẽ chạm đến cảm xúc của nhiều người nghe, nhiều người đọc. Dạ. Và mẹ khi nghe được cái bài thơ này thì rất là vui. Em cảm ơn anh. Cảm ơn bạn rất nhiều. Dạ. Vâng. Còn bây giờ quay trở lại chương trình nhá. Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và một tràng vỗ tay ạ. Vâng. Và bây giờ chúng tôi sẽ đưa ra 5 chữ cái. A G H N O. Rồi ạ. Sẵn sàng chưa nào? Em sẵn sàng. Và bây giờ 30 giây để bạn tìm 5 từ. Bắt đầu. Hết giờ, mời bạn đặt bút, kiểu bình tĩnh, cố gắng lên. Bạn viết được bao nhiêu từ? Theo một cái chương trình em đã được xem thì bạn có nói là kha khá. Kha khá, vâng ạ. Kha khá, hy vọng rằng nó sẽ đúng đúng. Vâng ạ. Nào, từ đầu tiên. No. Được. Từ này chấp nhận được. Nó. Từ này đúng. Nọ. Được. Chuẩn. Ho. Được. Tốt. Họ. Rất tốt. Được. Dạ, đủ 5 từ rồi ạ. Đủ 5 từ. Chúc mừng bạn.
Bây giờ chúng tôi cho thêm một chữ cái nữa. Mời bạn. Á, G-H-N-O-P. Và 30 giây bắt đầu để bạn tìm 5 từ đơn và 1 từ phức. Xin mời. Hết giờ. Mời bạn đọc 5 từ đơn trước. Từ đầu tiên. Ăn ạ. Từ này được. Được. Ắng ạ. Im ắng. Ắng trong im ắng. Ắng. Tôi nghĩ là bởi vì là nó đã tư cách độc tồn tại với cái từ im ắng ấy. Ắng lặng. Thì chúng ta chấp nhận nó là một cái từ đơn. Nó là một từ hiếm gặp thôi. Có thể chấp nhận được. Ắng được. Chấp nhận. Ắng. Hắn. Hắn được. Hắn được. Hẳn. Chính xác. Được. Hăng. Từ này được. Được. Ăn năn. Từ này chính xác. Được. Chúc mừng bạn. Ăn năn. Rất nhanh, chúc mừng bạn. Giữ nha, giữ nha, giữ cái tinh thần đấy nha. Nào, tập trung cao độ. Hướng lên màn hình, chúng tôi cho thêm một chữ cái nữa. Đó là chữ T. Và bây giờ bạn có 1 phút để tìm ra 7 từ phức. 1 phút bắt đầu. Hãy dành cho bạn ấy một tràng vỗ tay. Bạn đang thi rất tốt, hãy bình tĩnh. Có tìm được kha khá không? Lần này thì không khá. Khó đấy. Lần này thì không khá. Nhiều từ và nó làm mình lẫn vâng, trong suy nghĩ. Nào, mời bạn. Phòng nó. Từ này không được bạn phòng ạ. Nó, tức là không phải phòng mình mà phòng của nó. Không được. Đây là một bình tĩnh, bình tĩnh. Đây là từ nên là không được bạn ạ. Vâng, hai từ đơn ạ, em hiểu ạ. Nong nóng. Nong nóng thì được. Nong nóng. Nong nóng từ từ. Hơi nong nóng. Nó là từ lái. Okay. Ngong ngóng. Ngóng trông, ngong ngóng. Ngong ngóng cũng được. Ngong ngóng được. Từ từ em cũng biết, em nghĩ là chắc là không được chấp nhận, nhưng thôi em cứ mạnh dạn em nói ra. Hong hóng. Hóng hớt, hong hóng. Hong hóng ngoài ngoài hộ. Thưa các thành viên ban cố vấn, là từ hong hóng có trong từ điển. Đó là mong ngóng, hết sức chờ đợi, sẵn sàng đón nhận điều gì đó đang tới. Vâng. Có giải nghĩa hẳn từ này được. Chúc mừng bạn với từ này, hong hóng. Yeah. Mời bạn từ tiếp theo. Phong phóng. Tức là em đang đi ghép các từ lại thôi. Ừ. Chứ còn thực ra là em cũng đã, em vẫn sau khi mà hết giờ thì em cũng nghĩ là 7 từ với em là khó. Bạn làm cho tôi nhớ đến câu đối của cụ Nguyễn Khuyến ngày xưa ấy, tặng cho cái ông đồ móm phát phóng phong phan phù phụng Phật. Câu đấy thì có nghĩa, nhưng mà cái từ phong phóng của bạn thì không có nghĩa bạn ạ. Dạ vâng ạ, em hiểu ạ. Vâng. Thưa quý vị, hôm nay hình như có vẻ chủ đề về chữ cho nên nó khó hơn hay sao. Thực ra chúng tôi luôn luôn mong muốn có người chiến thắng thật sự. Dạ. Là như thế. Và bây giờ thì bạn có thể bật mí cho tôi được không? Nếu bạn chiến thắng vòng này thì bạn có thi tiếp? Nếu em chiến thắng vòng này, em muốn thi tiếp. À, muốn đi tiếp. Thế mà không nói sớm. Thực ra là sợ nói trước bước hôm qua. Trời ơi, qua các được. Các cụ dạy rồi, nói trước bước hôm qua nên thế là... Bây giờ bạn nói sau cũng có bước qua đâu. Đúng. Cho nên là chứng tỏ rằng các cụ nói phần này là không chính xác. Đúng rồi, để em về em hỏi lại các cụ. Đúng rồi, hỏi lại các cụ. À, cảm ơn bạn rất nhiều. Dạ.
Đây là món quà mà chúng tôi xin gửi tặng bạn. Chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe, bình an. Các con yêu cô và cô yêu các con. Thưa quý vị và tất cả các bạn, chúng ta vừa theo dõi chương trình Vua Tiếng Việt. Chương trình Vua Tiếng Việt, ở đó chúng ta tôn vinh tiếng Việt, ở đó chúng ta càng đến với chương trình, chúng ta càng khám phá ra những điều tuyệt vời của tiếng Việt. Và hãy đến với chúng tôi, đến với chương trình Vua Tiếng Việt vào hồi 20 giờ 30 phút tối thứ 6 hàng tuần trên VTV3. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Sự máu lửa, sự khát khao, lăn xả, không ngại gian khổ. Xin mời. Thứ hai. Số 1 ạ. Bỏ qua đây. Gì ạ? Nhanh. Nhanh. Cứ tưởng quy luật thế nào tôi cũng đang lo đây. Ngắn gọn xúc tích thế. Một thôi. Ngắn gọn xúc tích. Oh yeah. Về say mà nôn gần chết. Xin mời bạn đến Ninh Bình quê em. À ngông ạ. À ngông trong từ ngông nghênh ạ. Không ạ. Nó đơn giản là nói lái lại là ông Nga. V-V-V-V-V-E-N-A-N. Bỏ qua đây. Em dọa bạn Huyền tí mà. Huyền có sợ không? Anh ơi em cũng đếm ạ. Vâng, bảo anh đọc thơ, anh giờ túi lại chứng minh thư. Rút nhầm. Nhầm. Tìm được nhanh quá. Cái đèn nó chiếu đấy. Dạ đúng rồi ạ.